Mình xin giới thiệu cho các bạn về công dụng của gao găm nhé. Gao găm theo đông y có vị cay, tính ấm, có tác dụng là kích thích tiêu hóa, trừ phong hàn, hoạt huyết, tiêu độc, rất là tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta, là một gia vị rất ngon để chúng ta kết hợp trong các món ăn như là chuột xào gao găm này các bạn, hoặc là các món như hột ăn, hột vịt lộn, người ta thường ăn với gao găm. Gao găm có tính ấm, là một loại là dương dược, cho nên là kết hợp với những cái thực phẩm có chất đạm cao, khó tiêu, chúng ta sẽ dễ tiêu, giúp chúng ta dễ tiêu hơn các bạn. Này, các bạn có thấy không, gao găm rất là dễ trồng. Các bạn chỉ cần mà ghim cái cọng gao găm xuống đất thì nó sẽ mọc ra và nảy nở thành những cây gao găm khác, dễ trồng lắm các bạn. Như mẹ mình trồng, đang trồng trong chậu kiểng đây, trồng trong cái thùng xốp.